rất chi nhiều người đến chơi nhé các bạn nhá. Đến đâm rượu các bạn. Rất chi nhiều rượu các bạn. Đó, một đoàn xe. Chưa tính ở trên kia các bạn nhá. Mã tiếp trên kia kìa. Giờ mình ở đâu anh? Nghĩa Hưng à? À Quang Thịnh à? Giờ mình mấy mét anh? Nên đào luôn các bạn. Chủ nhân diều tên gì anh nhỉ? Anh Đăng á? À? Hiếu. À, Hiếu. Chủ nhân diều tên Hiếu các bạn nhá. Ở Quang Thịnh các bạn. Nên rồi các bạn này, diều rất chi nhỉ ạ. Chất lắm. Lên đấy. Đấy các người dân đến xem các bạn nhá. Hôm hoạt ra là thơ tối lên luôn đấy. Vâng. Nhỏ đâu anh nhỉ? Rồi em là ở đây luôn. Người đất An Hà các bạn ạ. Người đất An Hà. Đất trốn bình yên các bạn. Đâm đây thì không sợ gì các bạn nhá. Ở đây thì thoải mái luôn. Ừ. Đây, đây là rượu của anh tên gì nhỉ? Chủ nhân tên gì nhỉ? Vâng. Lợi. Anh Lợi à? Mấy mét anh nhỉ? 3m2. 3m2 nhá, rượu của anh Lợi 3m2 các bạn nhá. Rồi đâm các bạn. Thế là anh ơi, anh phải thả dây nữa vào, không lên được đâu. Thôi rồi anh em mình đâm con này nhá. Con đất An Hà các bạn, nên ui sáo rất to các bạn. Nên ngay các bạn ơi. Nên luôn các bạn nhá, sáo rất chi to. Có một nghệ nhân. Chào anh em nhá. Anh à. Chào mọi người nhá. Đấy này, vào thêm hai con nữa các bạn nhá. Gì nhỉ? Chủ nhân tên gì anh ơi? Chủ nhân của diều tên gì nhỉ? Anh Điệp ạ. Anh Điệp các bạn nhá. Anh Điệp ở đâu hả anh? Ở Tân Thịnh Lạng Giang Bắc Hà Giang nhá. Đâm con diều chắc này phải 3 mét anh nhỉ? 28 các bạn nhá. Hình Batman các bạn. Nên rồi. Anh đấy nôi hơi nhẹ các bạn. Nhưng vẫn nên. Nôi hơi nhẹ nhưng vẫn nên các bạn nhá. Anh làm video anh. Vâng anh. Có gì hơn xem video mình nên sớm với lâu. Xem. Vâng. Quay một kia một siêu phẩm đang lên các bạn nhá. Mình cũng không biết có ai nhưng mà mình cứ quay các bạn ạ. Bắt đầu đâm con của thằng em mình nhá. Hưng các bạn. Hưng ở thôn Châu Bò các bạn nhá. Nôi đâm lại các bạn nhé. Nên nuôi các bạn.
toàn 6 dàn thôi, có khi mỗi của mình là 6-1 các bạn. Nên rồi các bạn ạ. Nên rồi các bạn nhá. Đây lại tí nữa đang bảo Tuấn. Để quay nốt lên. Diều rất chi nhiều diều nên được các bạn nhá, để một dãy này tan diều các bạn. Anh em đến chơi rất chi là đông nha. Tuy nắng rồi nàn da đen tí nhưng mà anh em vẫn chịu ok các bạn. Đây một siêu phẩm như ong bộ vẽ các bạn ạ. Kia một con diều lá cờ Việt Nam đang lên nha các bạn nhá. Ong bộ vẽ lên được các bạn. Đâm đi Tuấn ơi. Kia con diều anh Nghiêm đâm lại các bạn nhá. Thế đại kèo em không? Hả? Con diều gì? Diều mà. Ừ tí nữa. Thăng giờ nó về. Ừ thăng về trước được, ba anh em mình về. À con Thúy nữa anh nhỉ? Bốn á. Ừ. Trước ấy. Bốn à? Được rồi. Nó to lắm. Ở đây lấy ra là cái lấy đồ dây. Đồ dây đâu? Đồ mới tổng nhỉ. Đâu đi. Đây một em siêu phẩm. Rơi quỷ. Vẫn lên được nhưng mà đấy. Thế các bạn ơi, gần 50 con diều lên nhé các bạn nhé. Nhiều lắm các bạn ạ. Đã xin một con voi. Và nó toàn diều nắp ghép mua. Pha này nhiều cái phết. Okay,
về chưa? Không về. Chắc về rồi. Không nên à? Thế mình giờ về lúc nên về lúc.